Học tập và rèn luyện thể lực cho cán bộ chiến sĩ để nâng cao sức khỏe dẻo dai, phục vụ cho lễ diễu duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, và đặc biệt là những cái lần mà ra quân thực hiện nhiệm vụ như tuần tra các tuyến biên giới như thế này. Chúng tôi ở đây tất cả là vì mục đích là bảo vệ bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Giữa núi rừng Tây Bắc, những bước chân của các chiến sĩ đội tuần tra kiểm soát thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc E24 trải dài trên các tuyến đường hẹp. Trong những ngày Tết Nguyên đán đến gần, các chiến sĩ mang nhiều cảm xúc theo những buổi tuần tra. Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc được thành lập vào ngày 16 tháng 6 năm 2010, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động K02 Bộ Công an, là đơn vị tác chiến đặc biệt, có trách nhiệm giúp Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động quản lý chỉ huy đơn vị thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh, để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, các cuộc biểu tình bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, phối hợp tác chiến chống khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và giúp dân tham gia cứu nạn, phòng chống thiên tai. Đóng tại khu vực đặc thù có đường biên giáp với hai nước Lào và Trung Quốc. Do đó, ngoài những giờ học tập rèn luyện ở thao trường, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc cũng tổ chức nhiều buổi hành quân, dã ngoại ở địa bàn vùng biên, vùng sâu, vùng xa, nhằm điều tra cơ bản, xây dựng các phương án tác chiến gắn với tuyên truyền cho nhân dân, tham gia phòng chống tội phạm ma túy buôn người. Công tác và rèn luyện tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã 10 năm. Thượng úy Trần Trọng Vinh chia sẻ, trong quá trình công tác, bản thân Thượng úy và các cán bộ chiến sĩ có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là những lần ra quân tuần tra các tuyến biên giới. Một lần thì đi tuần tra biên giới thì có gặp những đối tượng mà người ta mang vận chuyển hàng qua biên giới, thì đa phần đều là người dân. Thì chúng tôi đều là tuyên truyền và vận động để bà con nhân dân không được làm những cái việc mà vi phạm quy định của pháp luật. Và cũng có nhiều trường hợp là đi gặp phải những cái đối tượng mà buôn bán ma túy qua biên giới, thì chúng tôi cũng tổ chức và xin ý kiến của chỉ huy để triển khai lực lượng vây bắt. Chúng tôi thì ở đây tất cả là vì mục đích là bảo vệ bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thượng tá Tạ Văn Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc cho hay, khu vực Tây Bắc là địa bàn chiến lược về an ninh trật tự của Tổ quốc, và trung đoàn này được giao phụ trách 6 tỉnh khu vực này và 3 tỉnh phụ cận. Những năm qua, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã xây dựng nhiều chương trình, thường xuyên huấn luyện kỹ thuật, huấn luyện tác chiến theo các tình huống để nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật, quân sự, võ thuật cho các chiến sĩ, đảm bảo chiến đấu hiệu quả cao. Trung đoàn luôn đảm bảo quân số, phương tiện, vũ khí chiến đấu và sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ theo mệnh lệnh, cũng như các báo động trên địa bàn được phân công. Trong giai đoạn này, trung đoàn chúng tôi đang thực hiện các nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ thứ nhất là chúng tôi là tổ chức cho cán bộ chiến sĩ học tập theo đúng chương trình kế hoạch. Trong đó chủ yếu vào học tập về các nội dung về quân sự, vũ thuật và các dạng phương án tác chiến của lực lượng cảnh sát cơ động để sẵn sàng ra quân thực hiện. Cái nội dung thứ hai chúng tôi thực hiện đó là chúng tôi đang tổ chức tập luyện hai khối đứng phục vụ cho lễ diễu duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7 tháng 5 năm 2024. Cái nhiệm vụ thứ ba chúng tôi đang thực hiện đó là 120 cán bộ chiến sĩ của chúng tôi đang tăng cường cho công an tỉnh Điện Biên và công an tỉnh Sơn La tham gia tuần tra kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán. Kể lại một nhiệm vụ khó quên hồi những năm 2011-2012, Thượng tá Tạ Văn Hùng cho biết, năm đó, một nhóm đối tượng phản động lưu vong tuyên truyền, kích động và lôi kéo theo hơn 3.000 người dân đòi thành lập cái gọi là Vương quốc Mông, dựng lều trại tại bản Hủy Khom thuộc xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triển khai các phương án tác chiến, xóa sổ nhóm phản động, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ngoài chiến công đó, Trung đoàn còn tham gia đấu tranh với tội phạm, dẹp bạo loạn và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, giúp bà con khu vực Tây Bắc và các tỉnh phụ cận xóa đói giảm nghèo. Trong năm 2023, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã điều hàng chục chiến sĩ hỗ trợ Công an tỉnh Điện Biên tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.
qua đó đã phối hợp hơn 200 vụ, bắt gần 200 đối tượng mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 70 bánh heroin, hơn 75.000 viên ma túy tổng hợp, gần 1,5 kg ma túy các loại và 4 khẩu súng cùng nhiều tăng vật liên quan. Song song với công tác học tập, huấn luyện và ra quân thực hiện nhiệm vụ, thì lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc luôn thực hiện công tác tư tưởng và giải quyết tốt các chế độ, chính sách để cán bộ, chiến sĩ luôn yên tâm công tác, sẵn sàng ra quân và thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an cũng như Bộ Tư lệnh Cảnh sát phối hợp giao. Tất cả mọi công tác chuẩn bị cho cán bộ chiến sĩ của chúng tôi là đã đang thực hiện theo chương trình kế hoạch của Ban Chỉ huy Trung đoàn đề ra, mà tất cả đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ sẽ đón một mùa Tết, đón một cái Tết tại đơn vị yên vui, đầm ấm và đầy đủ không khí hương vị ngày Tết theo phong tục cổ truyền. Thượng úy Trần Trọng Vinh chia sẻ, đa số cán bộ chiến sĩ tại Trung đoàn đều công tác xa nhà, nhưng vẫn động viên nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để sang năm bố trí sắp xếp thời gian về thăm gia đình. Mục tiêu của các cán bộ chiến sĩ là bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân.